Cô nói là ngay cả bà có tắt thờ rồi cũng phải xin cho cô được vào để ít ra cũng được nhìn thấy mẹ mình. Thì bà bác sĩ nói ok, để đợi 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 tí. Thì chỉ trong vòng khoảng độ 10-15 phút sau thôi, bà bác sĩ lại gọi cô một lần nữa. Chị Lan ơi, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này xảy ra. Bác lại thở lại. Chị vào ngay đi. Giây phút đó, cô trông thấy bà nằm một cách thoi thóp ở trên cái giường bệnh mà bà đã mất rồi mà bà đã trở lại. Thì cô nói, mẹ ơi, con biết rằng con không bao giờ muốn mẹ mất mẹ hết, nhưng mà nếu mà nó quá khó cho mẹ như vậy, đến lúc mẹ cần phải nghỉ ngơi thì con bằng lòng cho mẹ nghỉ. Mà đến lúc mà cô nói câu đó thì mắt của bà có hai giọt nước mắt mà chảy ra ngay lúc đó, rồi cái máy nó lịm dần.